Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Ali Machina. Trong tập 140, Đường Tam cùng Thái Thản, Thái Long và Mã Ông Tuấn di chuyển đến nơi họp mặt của bốn đại gia tộc lực ngự bắn phá. Trên đường, Đường Tam đã giới thiệu sơ qua các ám khí của đồng môn cho mọi người cùng thảo luận. Chuyển sang tập 141, mọi người di chuyển qua biên giới Thiên Đấu Đế Quốc thì gặp phải ngay thằng cóc vỏ Bất Nhạc chỉ huy quân đội, đứng chặn đường thế mới chết. Không hiểu sau lần Bất Nhạc bị Tiểu Vũ sút nát lỗ đái thì không biết lý do vì sao hắn đút tiền thế nào mà thêm được vào một chân đội trưởng bảo vệ biên ải. Với thói lấc cấc của đội mình, Bất Nhạc, Nga Khảo, Thiên Nhai giờ không còn khả năng làm cho con gái xương nữa, mà bọn chúng phải chuyển sang chấn lột hồn đạo khí của anh em hồn sư muốn qua biên giới. Thấy vậy, Mã Ăng Tuấn và Đường Tam đã lao vào mở combat với Bất Nhạc, Nga Khảo và Thiên Nhai. Đường Tam cầm cây búa vung vài đường đập cơ bản, khiến Nga Khảo và Thiên Nhai chỉ có thể né. Còn về bên phía Mã Ăng Tuấn, hắn cổ hành Bất Nhạc khá dễ với con chim phượng hoàng của mình. Nga Khảo và Thiên Nhai thấy Bất Nhạc không thể chống đỡ được sức mạnh áp đảo của Mã Ăng Tuấn thì hai người có định vọt đến trợ giúp. Thế nhưng Đường Tam tay cầm búa sắt sử dụng loạn vi vong trùy pháp đã ra tay ngăn chặn hai tên đấy. Đường Tam chỉ cần đập ba chùy thì Nga Khảo đã bị chấn thương nhẹ, dù Nga Khảo đã sử dụng hồn kỹ thứ 6 Thiên Nga Tu La Đao để chống đỡ. Còn tên Thiên Nhai thì may mắn sống qua bên Bất Nhạc để đánh với Mã Ăng Tuấn. Tất nhiên Mã Ăng Tuấn sử dụng hồn kỹ thứ 5 Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ đã đọ sức với hồn kỹ thứ 6 của Thiên Nhai là Đạn Nhật Bích Trảm. Sau pha va chạm, ba thằng Bất Nhạc, Nga Khảo và Thiên Nhai đã bị bắt sống thành công, nhưng Mã Ăng Tuấn lại không giết mà lại tha cho mấy người bọn họ. Điều này khiến Bất Nhạc đã cảm động, đồng thời suy xóa mối thù mấy năm trước cho Mã Ăng Tuấn, và hắn muốn về bên Mã Ăng Tuấn làm chỗ thủ cho Mã Ăng Tuấn công vào mỗi buổi tối. Vì từ hồi Bất Nhạc bị vỡ mất cu, hắn phải chuyển từ giới tính con trai sang giới tính con gái. Dĩ nhiên là Mã Ăng Tuấn bị dọa xách dép chạy mất. Chuyển sang cảnh tiếp theo, Mã Ăng Tuấn đã cùng Đường Tam, Thái Thản và tất cả mọi người di chuyển đến thành Hưng Long, chỗ ở của Ngự Chi Nhất Tộc. Thái Thản đã giới thiệu Thái Long, Mã Ăng Tuấn cho tên cầm đầu của Ngự Chi Nhất Tộc là Ngưu Cao. Còn Đường Tam thì tự mình giới thiệu tên là Đường Tam và cha hắn là Đường Hạo. Điều này khiến Ngưu Cao không còn tỏ ra vui vẻ, vì Hạo Thiên Tông đã mang lại cho bọn họ có cuộc sống như ngày hôm nay. Cũng may là Thái Thản và Ngưu Cao có tình nghĩa huynh đệ khá tốt, nên Ngưu Cao đã không đuổi Đường Tam gia tộc của mình. Trong cuộc trò chuyện của Đường Tam và Ngưu Cao, Đường Tam đề nghị Ngưu Cao cho hắn một cơ hội ở lại tham gia vào cuộc hội ngộ của bốn gia tộc. Ngưu Cao ban đầu tất nhiên là không chấp nhận, nhưng khi thấy Đường Tam có thể chống đỡ được áp lực trên người mình phóng thích ra, Ngưu Cao đã suy nghĩ lại và cho Đường Tam một cơ hội. Nếu Đường Tam chống đỡ được các lực tác động của Ngưu Cao trong vòng một nén nhang thì hắn sẽ có quyền ở lại. Tất nhiên là Đường Tam đồng ý luôn. Nhưng mà Đường Tam không non mà lại tỏ ra cáo già. Hắn biết Ngự Chi Nhất Tộc là bọn tanh khỏe nhất Đấu La Đại Lục. Dù hắn có lên đồ hồn kỹ xuyên giáp thì khả năng đục không qua nổi lớp phong ngự của Vô Hồn Tê Giác. Nên Đường Tam đã đưa ra phương án cho Ngưu Cao là hai bên không sử dụng hồn kỹ nhưng có thể vận dụng hồn lực. Mỗi người sẽ được đánh 3 chưởng vào người đối phương. Nếu hết 3 chưởng mà Đường Tam vẫn còn gượng dậy được thì hắn sẽ được ở lại. Và Ngưu Cao cũng đồng ý về phương án Đường Tam đưa ra. Cảm ơn anh em đã xem hết video.